Mình sẽ quay cho mọi người xem mấy trái dây leo của mình ngày hôm nay nó bự nè các bạn. Cái trái đó không biết nó bị hư không nữa. Cái trái dây leo ở trên đây của mình nè, cái trái bự nè. Nè, ông xã mình sáng ông bẻ. Mình la làng mình nói tại sao anh không để em ra em bẻ mà anh dành anh bẻ của em. Nè các bạn thấy trái to. Ở đây mình cũng có một trái nữa các bạn. Mình để cho thêm vài ngày nữa cho nó bự ra. Chưa. Bạn mấy bữa trước mình bẻ đậu que rồi, mà bữa nay nó ra nữa nè mọi người, thấy không? Mau lắm, khi mà nó có trái rồi nó mau lắm luôn các bạn. Bên đây nữa nè. Các bạn thấy không? Đó. Rồi mấy cái ớt. Mấy cái ớt cũng ra bông ra trái nè mọi người. Đó. Đây các bạn thấy không? Nguyên một cái vườn ớt của mình. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cái cây salad. Salad của mình bữa nay nó bự hết trơn nữa các bạn thấy không? Đó. To hết rồi. Nó bị già nè, chút để mình kêu ông xã mình ông cắt cái lá bớt để thôi nó già uổng. Nè, ớt tím nè các bạn. Ớt tím mình ra trái của mình nè, đó các bạn thấy không? Trái nè, đó, tươi ngon. Đây nè, cái trái ớt nè. Đây là trái ớt nè các bạn. Quay cho mọi người xem lại mấy trái cà của mình nó tiến triển tới đâu nè mọi người. Đó, sắp có cà ăn rồi. Nó cỡ tuần hoặc 2 tuần nữa là nó chín rồi là mình có cà ăn. Mình thì mình không thích ăn cà nhưng mà vẫn thích trồng vậy đó các bạn. Đó. Tiếp cho các bạn, mình có một cái cây ớt tròn các bạn, nó có trái nè các bạn, trái nó bự nè, bên đây trái nhỏ nữa nè, nè mọi người đó, thấy không? Trái nhỏ xíu nè, ok, xịt đi. Không, cái khu vườn rau mà được tươi tốt như ngày hôm nay, đây là bác nông dân chuyên đi chăm sóc cây nè các bạn. Mỗi lần mình ra ngoài vườn là ông này sẽ đuổi mình vào cho mình làm. Sau khi bác nông dân phát hiện mình đã bị quay lén, ngày lễ Chule Po thường thì tất cả mọi người sẽ sum họp bên gia đình và cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm, cho nên các bạn sẽ nhìn thấy được những chiếc xe ở nhà rất là đông và có những đứa con nít nó ra sân chơi với các bạn rất là vui. Giờ mình bắt đầu rửa rau rồi các bạn xem không? Cái phần rau á nhìn nó tươi ngon dễ sợ các bạn thấy không? Đó, đây. Bạn nhìn là cái lá mà húng lủi nó cũng rất là bự các bạn thấy không? To dễ sợ. Đó. Sau khi cả nhà ăn tối thì mọi người cùng nhau ngồi xem tivi và coi bắn pháo bông. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi video tiếp theo của mình nha.